những lời khai đầu tiên của người tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc tại tòa. Ông Nguyễn Minh Phúc từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội với hình ảnh mặc trang phục nhà sư, đầu cạo trọc, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc. Ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử đối với bị cáo Nguyễn Minh Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi. Bị cáo Phúc bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi truy tố về tội làm giả tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án này từng bị hoãn xét xử do bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Hơn 8 giờ, bị cáo Phúc được đưa vào phòng xét xử. Nhìn thấy nhiều người thân có mặt tại tòa, bị cáo Phúc không ngừng sụt sùi. Phiên xử cũng có mặt mẹ bị cáo tham dự. Khai mạc phiên xét xử, bị cáo Phúc khai là tu sĩ, trình độ học vấn tiến sĩ, độc thân, chưa bị xử lý hành chính hay kết án. Phiên xử vắng mặt bị hại và một số cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ông Phúc từng gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội với hình ảnh mặc trang phục nhà sư, đầu cạo trọc, tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, nhưng có lối sống không phù hợp với đạo hạnh của một tu sĩ. Trong nhiều video và livestream phát tán rộng rãi, ông Phúc đã có nhiều hành vi phát ngôn khiến dư luận chỉ trích. Trong vụ án này, hội đồng xét xử sẽ làm rõ hành vi lừa đảo của bị cáo Phúc. Nội dung vụ án thể hiện, vào năm 2021, bà Lê Thị H.T., sinh năm 1973, ngụ xã Đông Thành, huyện Hóc Môn, mua một thửa đất tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, thông qua Lê Văn V, sinh năm 1990, ngụ huyện Củ Chi, bà T. nhờ Phúc làm thủ tục tách thửa. Phúc ra giá 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng cam kết, Phúc đã thuê người làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó giao một bản cho bà T. và giữ lại bản còn lại cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật. Khi sự việc bị bại lộ, Phúc đã bỏ trốn sang Thái Lan. Sau đó, Phúc trở về nước thì bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi triệu tập để làm việc. Qua khám xét khẩn cấp tại nhà Phúc, cơ quan chức năng đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy thật của bà T liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức. Năm 2019, công an huyện Củ Chi đã kiểm tra, phát hiện nhà người này treo nhiều huân chương, bằng khen các loại cùng ba con dấu của chùa cổ. Qua công tác giám định, tất cả giấy tờ này là giả,